rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ, anh thấy nhà chờ vơ không tiếng cười trẻ thơ. Người người như đời chờ một màu lam thương nhớ, hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tòng trinh. Giờ tôi nghiệp linh, đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành đô, anh có thương tôi đang gặp giặc ngoài biên. Chào mừng quý vị và các bác là Chúc Đẹp Bãi. Dòng này thì nó đến từ thương hiệu Sansui, một thương hiệu lớn của Nhật Bản. Đối với dòng củ đẩy Sansui này thì cũng không còn giới thiệu nhiều, các bác đã biết dòng này thì nó cũng rất là nổi tiếng. Dòng này thì chất âm rất là hay. Con này mạch của nó là mạch class D các bác nhá, mạch class D sử dụng 4 kênh. Mỗi kênh nó được khoảng 600 watt một kênh các bác. Kênh 1 2 3 4 4 kênh. Vừa rồi thì em mới test 2 kênh. Nó còn 2 kênh nữa chưa sử dụng đến. Ở chiếc đài này thì cũng xin tiếc cho anh Vũ, có địa chỉ ở ấp Thống Nhất, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Giá 5 triệu bao ship thì anh cọc 500 nghìn, còn thu 4 triệu rưỡi. Với chiếc đài này thì nó được thiết kế cái mặt nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Đấy, mặt màu đen này. Và nó mấy cái chữ màu điểm điểm màu vàng nhìn rất đẹp. Sansui thôi nhá, Sansui A1200, 4 kênh. Đấy, giá chiếc đời là giá 5 triệu bao ship nhé. Em báo giá này các bác có thể tham khảo. Ở đây thì vừa rồi em vừa test đánh một đôi 40 và tín hiệu vào. Đây, tín hiệu vào đây. Thì con này thì nó có cả tín hiệu vào bằng AV, cả bằng Canon, cả bằng Newtrik Canon các bác nhé. Ở dưới này các bác có thể vào bằng dây Canon từ vang xuống này, hoặc là cắm, nếu mà cắm chúng ta cắm những cái vang cổ ngày xưa thì chúng ta có thể cắm bằng dây AV này được. Đường giao loa thì nó thiết kế cả bằng Canon, cả dạng Newtrik, cả giác cọc loa nhé. Nó rất là tiện này. Con này sử dụng một con gió làm mát bằng mạch class D. Sau này nó cũng có mấy nút gạt đánh chập kênh và đánh sitte, đánh bray này, nó có đánh chập kênh với nhá. Với mạch của nó là mạch class D. Con này thì nó không có sò mấy các nhá, mạch class D nó không sò. Mỗi con nó sử dụng hai con MOSFET, mỗi kênh sử dụng 2 MOSFET và đây phần tụ. Và đối với mỗi kênh thì nó sẽ sử dụng hai con cái con lọc nguồn này các nhá. Đấy, những con lọc nguồn nói chung nhìn nó hàng nó cũng rất chất, tiếng ra thì rất là hay. Đấy. Cái mặt này thì còn bên áp nó nằm bên dưới nhá, bên áp nó treo nằm bên dưới. Đấy. Cái này bằng nhôm này. Đấy. Để bãi nên là những cái này thì nó cũng có cái màu nó dạng ố ố nhá. Và linh kiện của nó bên trong thì cũng còn rất đẹp. Đấy. Với công suất được 600W một kênh thôi nhé, 600W một kênh thì các bác có thể chơi gia đình rất là tốt. Chất âm rất là hay, mặt mũi đẹp, nói chung là hình thức rất là đẹp. Các bác đặt hàng, các bác liên hệ số máy cửa hàng theo số máy 0385 2228. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video, em tranh thủ test nhanh chiếc đẩy cho anh khách hàng cũng như làm video clip để giới thiệu toàn thể các bác. Thì các bác tham khảo với cái mẫu để 4 kênh này, thì 4 kênh cũng có nhiều mẫu nhá, có nhiều mẫu. Đấy, giá nó tầm tầm nhau thôi. Đấy. Ở mạch class D này thì em có những dòng như là TD44 cũng nhìn nó cũng đẹp lắm các nhá. Thì các bác thích mẫu nào thì các bác có thể liên hệ bên em. Bên em thì nói chung là đẩy bãi, bên em chuyên mà. Rất là cảm ơn các bác theo dõi video. Em kết thúc video ở đây.